xin chào các bạn ạ. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Linh Đinh Vlog. Xin chúc tất cả các bạn một ngày mới thật là vui vẻ, hạnh phúc. Và bây giờ xin mời các bạn cùng mình đi xem chị gái xinh đẹp chế biến các món ăn ở trên hồ ra làm sao như thế nào nhé các bạn nhé. Mời các bạn. Ở đây chúng ta có món gan lợn các bạn. Món này là món gì đây? Món thịt nha các bạn nhé, thịt lợn. Đây là món gan lợn xào xả ớt nha các bạn. Nhìn rất là ngon và hấp dẫn. Ăn gì quên thế. Chúng tôi uống rượu cái đầu gì chú. Mà biết là không biết thế. Chú to này. Chú bé. Hả? Chú bé. Chào các bạn nhé. Đây là ngôi nhà bè của chúng mình. Đây là toàn bộ khung cảnh mà nơi chúng mình làm việc cũng như ăn ở sống. Đây là đồi cây mà chúng mình đang khai thác rồi. Măng châu kéo từ trên đồi kia xuống, xong cắt ra đoạn và bốc lên cái tàu này. Đây là hồ Thác Bà, chúng mình đang làm ở ven hồ Thác Bà. Thì toàn bộ các quả đồi quả núi phía sau mình đây là đều thuộc về lâm trường Thác Bà các bạn ạ. Và bọn mình làm ở đây là nhận làm khai thác gỗ cho lâm trường Thác Bà, chứ không phải là chặt gỗ phi pháp hay là lâm tặc đâu nha các bạn nhé. Bọn mình nhận làm gỗ cho lâm trường Thác Bà là hoàn toàn là hợp pháp, và làm ở đây là đa phần làm là toàn làm ở trên hồ, cho nên bọn mình làm cái nhà bè này để ăn ở sinh hoạt ngủ nghỉ tất cả nhà bè này. Thì
Nước ở hồ Thác Bà này rất là trong xanh và mát các bạn, rất tuyệt vời. Du lịch hồ Thác Bà thì chắc các bạn cũng đã nghe tới. Hồ Thác Bà là một nơi điểm du lịch rất là đẹp, du lịch sinh thái. Thì bây giờ mời các bạn cùng xuống tắm với mình nhé. Hồ Thác Bà rất là rộng, các bạn có thể xem được rõ ràng hơn đằng sau mình. Và đặc biệt là nước ở đây rất là sạch, trong xanh các bạn ạ. Mình quay bằng cái gậy này, có thể là nó sẽ rung, thì mong các bạn thông cảm. Rất là mát. Thế thì các bạn nào có dịp đi qua hồ Thác Bà của tỉnh Yên Bái, mời các bạn ghé qua hồ Thác Bà và xuống thử đầm mình dưới hồ Thác Bà, rất là mát và trong xanh. Và đặc biệt là các cái môi trường sinh thái và cảnh quan đây là rất là hoang sơ, đồi núi, không khí thì rất là trong lành, rất là thích hợp với những các bạn nào thích đi chơi, đi phượt về sinh thái.